có điểm A cách đều 3 điểm A phẩy, B phẩy, C phẩy, đấy là tâm nhất định. Coi vậy chứ nhiều em ngay cái khúc này thì phải hình bán xong đó. Cái mặt lăng trụ này thì trường tùy lớp. Có trường nội dung này không đem vô dạy để thi học kỳ ở lớp 11. Để thi xong thì dạy. Mà thi xong là ca đắng. Người học được cô không muốn học. Mà người dạy thấy nó không muốn học nên cô không dạy. Mà người học thấy học dạy cho nên cô không học. Ở cái dòng vẫn còn đó. Được chưa? Thêm một cái nữa, cái lăng trụ này nó không phải là thường đứng. Mình yêu cầu là có đem lăng trụ vô thi, nhưng nhiều khi trên lớp có lớp đại học toàn là lăng trụ đứng, không chạy cái lăng trụ gọi lăng trụ đứng, bắt đầu được thường đứng. Cho nên trong bài toán này thầy mới giảng ra cái ví dụ đầu tiên. Đầu tiên nói tới cái lăng trụ, nếu nó là lăng trụ đứng thì phải thường đứng không có gì là bàn rồi. Và đến lúc đó em sẽ cảm nhận một điều rằng lên trụ đứng nó dễ, lên trụ xiên nó khó khó. Nhưng học ở thầy đây nhớ một điều rằng lên trụ xiên dễ, lên trụ đứng khó khó. Lên trụ đứng nó dễ thiệt, nhưng đó là cho những câu phức tự của mình tái nó lại kiếm tới 7. Nhưng nó đủ để là câu kiếm trên 8 thì lên trụ đứng nó dễ nhiều. Lên trụ xiên thì nó dễ thì ra là nó đơn giản thì lăng trụ đứng thì nó có nhiều đường cao quá đi, quá nhiều đường cao và quá nhiều người theo đuổi. Giờ tới cái dịp lễ đó đủ đi chơi tăng nhét một chiếc xăng đo tăng nếp cho người nào không tiếp lệnh khó lắm. Còn giờ có một người theo đuổi à, gần tới lễ rồi chạy đi chơi người liền chứ suy nghĩ gì nữa, đúng không? Chúng bảo được chưa? Vậy giờ bài toán này các em nhìn nè, người ta cho hình lăng trụ có đáy là tam giác đều, A cách đều 3 điểm A phẩy, B phẩy, C phẩy, thì nên nhớ một điều rằng nó không phải là lăng trụ đứng, mà nó lúc này là lăng trụ xiên rồi. A cách đều 3 điểm A phẩy, B phẩy, C phẩy thì có phải có A, A phẩy, A, B phẩy và A, C phẩy bằng nhau không? Cho nên hình chiếu của A lên cái mặt phẳng này nè sẽ là tâm đường tròn ngoại tiếp. Tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy. Và lập tức ta phải xem qua tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy là tam giác gì? Đề bài cho tam giác này. Vì tâm đường tròn ngoại tiếp cũng là trọng tâm thì lập tức vẽ nó ra. Thì lúc này A phẩy của mình á, A phẩy, B phẩy, C phẩy, này tâm mô phẩy đấy ha, tâm mô. Vậy A của mình cách đều thì lập tức cái điểm A của mình cái một cái đường này bên vẽ AO thẳng đứng như vậy. Được chưa? Vẽ AO thẳng đứng. Và cái lăng trụ lúc này cái đường A phẩy của mình đó là cái đường này thì tương ứng điểm B là ở đây, C. Rồi tiếp. Đôi khi do quá trình mình vẽ cái ba điểm này giống như gần khách hàng, ví dụ em là đặt bô để lại, hoặc là thầy bắt em vẽ không sạch nước, ăn chân gà thì quá nung nó vẽ cái xong giống tùm đất, đừng có rảnh đi làm cái chuyện đó, em cũng chỉnh chỗ nào mà đỡ ngồi nó cũng khách hàng. Giờ ba điểm này vẽ ngồi cũng giống như khách hàng, thì có phải gặp cái lăng trụ này thầy hay yêu cầu em vẽ hình chấp thụ không? Và cái lăng trụ này nó dựa trên mấy hình chớp, có hai hình chớp A, A phẩy, B phẩy, C phẩy với chân đường cao là O. Hình chớp thứ hai O, A, B, C với chân đường cao là A. Có hai đó. Vậy giờ đọc cái đề, giờ ta cho liên quan đến hình chớp này.
Thì cái giả thiết tiếp theo có phải ta đề cập tới E phẩy không? Đoạn dài đoạn A phẩy bằng E. Thì trong hai cái hình chớp A phẩy, B phẩy, C phẩy với lại cái thằng O A, B, C, cái nào đề cập tới A phẩy? À, cái hình chớp đầu tiên A phẩy, B phẩy, C phẩy dễ chớp A chứ có gì đâu mà không chớp, được chưa? Và thường các em nhiều khi cái lăng trụ nó hộ dây sẵn cái hình cho mình rồi. Rồi. Và khi mình vẽ ra được, mình thấy cái bài này nó rất là quen thuộc, đó chính là ví dụ 1. Chấp nhận. Tẩy của mình là tam giác đều. Tam giác này có chưa? Nó có luôn rồi, chặn mà nghe. Để cho nó. Bây giờ muốn tính thể tích khối chớp hay thể tích khối lăng trụ, bất cứ cái thằng nào cũng phải tính cho được cái đường cao cao không? Mà muốn tính từ cao lao phải dựa vào giả thiết còn lại. Giả thiết còn lại bài toán này là A phẩy. Vậy chắc chắn em phải dựa trên cái tam giác vuông A O A phẩy. Tam giác này người ta đã cho cái cạnh A phẩy bằng E luôn đó. A phẩy bằng E luôn. Vậy là dựa vào đây mình tính cái thằng A O. Cần tính này. Muốn tính này một lần nữa nè, thầy nói với em á, vẽ hình phụ ra thôi á mà em còn không nhìn ra được cái hướng em xử lý, đừng nói chi mà để yên đó, không vẽ chỉ vẽ thì thôi đừng nhìn nó cười không á. Khi em vẽ ra xong rồi này, đôi khi bất chợt nghe lúc đó trong một cái quên, không nhớ cách tính luôn, không tìm ra được lời giải. Giờ mấy em đang gọi là nó lạng, đúng không? À, lúc đó lạng phải cái là gì, chung neo cái tỉnh lại tìm ra được lời giải thì hết giờ lạng. Lúc đó con cầm cái biết lên tối con cái 2 năm liền, ở con cái 2 năm liền chấm thi 2 năm, còn là nữ chấm thi 2 năm thôi, lấy chồng rồi cái đó rồi. Nam chấm thi 2 năm thôi đi đăng ký nhiệm vụ mà chưa tốt nghiệp đăng ký nhiệm vụ chưa chắc người ta cho đi. 2 năm sau mới vừa thi xong rồi tốt nghiệp cũng còn đi dụng sao nữa. Bởi vì tốt nhất đừng có manh động trong phòng thi. Cách giải nè, nó rất đơn giản mà. Hiện tại mình có 2 cái hình phụ rồi thôi, mấy em nhìn 2 hình phụ này có cái gì chung? A phải ô chung nè. Thì đi tính tất A thì thôi. Vậy theo cái hình này, A phải ô có phải nó bằng A căn 3 phần 3 không? Trong tâm giác đều có 4 đại lượng cần phải nhớ đó. Đường cao cạnh căn 3 chia đi. Bánh kính đường tròn ngoại tiếp cạnh căn 3 chia 3. Diện tích là cạnh bình phương căn 3 chia 4. Bánh kính đường tròn nội tiếp là cạnh căn 3 chia 6. Mở ra ngọn có đó. Được chưa? Vì có đường này rồi qua đây, có phải xài công thức gì? Mình lý Pythagore là xong rồi đó. A ô phần căn của gì? A phẩy bình là A bình trừ cho này. Và kết quả ở đây ra được là A căn 6 phần 3. Đúng chưa? Vậy bài hỏi gì? Bài hỏi thể tích khối lăng trụ. Vậy V của lăng trụ này nó bằng đường cao A ô nhân diện tích đáy A, B, C, A phẩy, B phẩy, C phẩy, phải đi nào cũng được. A, O có rồi. Còn diện tích đáy là cạnh bình phương căn 3 chia 4 phải ra kết quả. Xong rồi. A mũ 3 căn 2 phẩy 4. Câu B. Tại cầu tính thể tích của khối chớp A, B, C, B phẩy, C phẩy. Chứ là câu B. Tính thể tích khối này. Rồi nghe em thầy. Bài nó rất là dễ. Nhưng bình thường hàng ngày em không để ý.
dùng khi trở nên khó. Cái khối nhớ của mình là A, B, C, C, 7, B, 7 của mình ấy, nó có 5 điểm. Mà nhớ là thầy mình cũng dặn 5 điểm đó mình phải tính A, B, C, C, 7, B, 7. Cái có cái thành B, C, C, 7, B, 7 nó thuộc vào mặt của lăng động. Đúng không? Cái đầu vẽ nhớ nó ra thì vẽ rồi ấy. Cái gì bắt đầu cố gắng đi xác định đường cao này kia rồi để tính lại giống như bên kia là thu trắng luôn đó. Vì bên kia nó là lăng cùng đứng, mặt này mặt chứa đường cao mà, nhưng thằng này nó khó, này nó khó. Cho nên trong cái lăng cùng xiên thầy nói nó dễ, cái là gì, cái mọi thứ cứ gom về còn hai cái hình chấp. Một cái là A, A phẩy, B phẩy, C phẩy. Một cái là O, A, B, C. Thì rõ ràng cái thằng là gì? B, C, C phẩy, B phẩy. Nó không rơi vô hình chấp nào trong hai hình chấp đó. Nó tốt không đó. Hiểu ý không? Vậy có nghĩa là bài toán này không có tính trực tiếp thôi. Có hai cách xử lý. Còn trong những cách cơ bản cho bài toán kiểu này là nên lấy phần 1. Để cho anh lấy phần 1. Cái hình dấu này nó có được nhờ cái phần mà cắt A, B, phẩy, C, phẩy. Nó giống như bánh kem, lúc về nhà ta thường bánh kem cái dao cắt ra cái và tính là tính luôn. Thì tính nó khó quá. Thì tính nó còn lại. Hiểu biết không? Thì tính nó còn lại. Được chưa? Thì có phải cái thể tích của này nó bằng thể tích của lăng trụ trừ cho thể tích của phần còn lại là A, A phẩy, B phẩy, C phẩy. Đúng không? Cảm ơn thầy tiếp này. Thể tích này có phải cái lại bằng 1 phần 3 đường cao AO nhân diện tích đáy không? Mà AO nhân diện tích đáy có phải chính là thể tích của lăng trụ? Vì một cách dễ dàng hàng ngày nó bằng 2 phần 3 thể tích lăng trụ. Vậy nó bằng 2 phần 3 nhân cho cái tầm đó. Kết quả này bữa nay tôi chứng minh cho thấy đáng nhớ. Và đó chính là cái nội dung tỷ số thể tích mà xong cái phần lăng trụ này mình sẽ giải đáp. Nội dung đó đáng nắm. Vậy trong cái trường hợp về thành lăng trụ thì thành chớp có cái đỉnh nằm ở đây trên cái đường A phải luôn, bất cứ cái đỉnh nằm đâu cũng được, M nằm đây thì M, B, C, C phải, B phải sẽ bằng 2 phần 3 của cái lăng trụ. Đừng chi gì hết từ từng nội dung đó thì sẽ vậy. Mà bữa nay chứng minh trước thôi, lấy cái phần đó là ta có lấy cái này. Còn em để thể tích lăng trụ thì bằng đường cao nhìn nhìn tới đáy, thể tích khối chớp thì bằng 1 phần 3 đường cao nhìn tới đáy. Vậy có phải giữa lăng trụ và chớp có chung mặt thẳng đáy? Chung mặt thẳng đáy thì thể tích của chớp có phải bằng 1 phần 3 thể tích lăng trụ không? Vậy là A A phẩy B phẩy C phẩy bằng 1 phần 3 lăng trụ. Công thức B A phẩy B phẩy C phẩy cũng 1 phần 3 lăng trụ. Thằng C cũng vậy, công thức thì C phẩy A, B, C, thể tích nó cũng bằng 3, 1 phần 3 thể tích lăng trụ. Được chưa? Nó đơn giản gì đó. Nhưng nhiều khi nó đơn giản đến mức mà trên lớp sau này không nói luôn. Người ta nghĩ chắc mày biết. Nó lúc đầu kiểm tra cái đầu nó nói đi tìm sự quyền bí gì đó. Chứ quyền bí của nó là nó không có gì quyền bí cả.